Nam mô a Bổn a Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn a Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô a Bổn a Sư Phật ơi, Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kim về hay ở đâu ơi, con nay nghe thấy chuyên trì tụng nguyện tòa lai Bồ Tát ơi, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền. Bồ Tát ơi, Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền. Bồ Tát Ma Tát. Kinh Vô tạc như vậy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ xá về thành kỳ thủ viên trung, mùng liên mới đặng lùng thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân, công dưỡng dùng thâm sâu dốc trà nghĩa sanh thành đạo ca mong đơn, làm con hiếu hành vi tiên bèn dùng huệ nhàn thấy vong màu xanh, làm ngã quỷ không muốn ăn tiểu tùy hình hài, mùng liên thấy vậy vì ai biết mẹ đôi khác ai hoài tình thâm, lo vầm vần đêm nhân từ mẫu đang đỡ lòng cưng khổ bấy lâu, thấy con mẹ rất lo âu tay tà che đầy ưu hầu bốc ăn, lòng bọn xẻng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà con đưa chưa đến miền đàn, hỏa thành than lửa nuốt mà đằng đâu, thấy như vậy âu sầu thế làm mà muốn hiền liên bi rằng mau mau về đến giang đường vẫn cùng sứ vô tầm phương dài nàng, phận mới vào rõ ràng căn rồi rằng ông gốc tội, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình cầu đặng đâu tiền khuyên thâu đến cụ tiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sáu phương cùng không vương cứu tế mẹ ơi, muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ phương tăng pháp cứu tế ta
thường trong mình bác vọng kính dân kia mười phương thọ thường dầu ở đâu cùng tụ hội về như người thiền định sớm khen chánh điều viền nào chấm về thiền na hoặc người đang muốn tòa đạo qua công tu hành nguyện thọ vô sanh quốc người đang lùng thông tâm phát cơ bài bạn chứ bồ tát mười phương làm giải ở gần dùng tâm điều trì giới rất thâm tình đạo đức dạy chánh định tất cả các vườn thánh phàm mà đồng lòng thọ lành bác cơn lục hòa người nào có sống ra vần thần đặng cúng dường tự tứ tăng thời hiển tiền vũ màu của người và có huyết rồi tham đồ khổ chắc nặng ra gọi cảnh tân nhạc và tự nhiên như còn cũng đặng ba thiên thọ trường như chi mẹ vải đời quá vàng sẽ quá sống về phải tuân theo thể thức sau này trước khi thọ thực đang trái phải cầu chủ nguyện cho người tinh giác cầu thân thế mẹ cha thí dụ định tâm thần quán lộ đừng quên Phật đại văn tự tháp chúng chư tăng câu hồi thọ dùng bữa trưa pháp cứu tế Phật vừa nói dứt mùng liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ già vui mừng mùng liên cùng hên khóc thương rầu kiếp khổ về ngã quỷ được tan mộng liên mình với phần rằng mẹ con nhờ xưng thánh tăng khỏi nàng lại cũng nhờ quái thần chẳng văn thì nàng khổ khó ra như sao để Phật rằng lời hỏi rất thông ta vừa mới nói con dùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng ba quan cùng hàng lê thứ hoàng dân cõi trần như chỉ muốn đền cha mẹ.
hoàn ngôn đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thân thế đồng thiền. Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước chân duyên vui đẹp, lại xa lìa nạn khổ cực thân, muốn sanh phần tử ân cần. Vậy mỗi năm xây lòng hiếu vào ân tâm hoài đền, lễ cứu tế chi thành sắp đằng ngọn, chư Phật chư Tăng ấy là bao đáp thù ân, sanh thành dưỡng dục thân thân của ngài. Đệ tử Phật lo âu gìn dư mới phải thành. Sao là cứu vớt chúng sanh muôn loài, Nam mô Đại Hiếu Mộng Kiền, Nam mô Đại Hiếu Mộng Kiền Liên Bồ Tát, Nam mô Đại Hiếu Mộng Kiền Bồ Tát Ma Tạng. Phần thuyết tỉnh ra đến số ai muốn tám ngàn, lại cũng có các hàng Bồ Tát hội tại đây đủ mặt thường thường. Bây giờ Phật lại đến cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đao bán lộ thành núi xương khô bỏ. Vội vàng xin Phật giải tường, thầy là tự hóa vương bốn loài, ai cũng kính thầy đường ấy, có sao thầy lại lấy xương khô. Phật rằng trong các môn đồ, động xương dồn dập bấy lâu, cho nên trong đó biết bao con hài, chắc cũng có ông bà cha mẹ, hoàng thân ta hoàng kẻ ta sanh, luân hồi sanh từ từ sanh, luận thân đời trước thi hài còn đây. Động xương hỗn tạp chẳng vừa, không ai ra bỏ vừa coi, ngươi chịu khó cho kỳ phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt cốt phàm mà không còn lộn lào nữ nam chất chồng. Đứng a nan trong lòng ta làm sao phân biệt khỏi sai, ngày xin Phật chỉ bài.
đi ăn mặn phân minh, chớ khi là xác tiêu hình. Nhìn khó phân xương trắng nặng hoàng à, đàn bà xương nhẹ đen thắm về nhìn người có biết cái gì đen xót thương cha mẹ công dài dưỡng sinh, bèn cầu Phật thí âm dài bao phương pháp nào bao hiếu song thân. Thế Tôn mới vào lời rằng hiền ta sẽ phân trần trọng đức dày song thân.
chẳng kinh mến quên ơn trai đức, không xót thương dường dục cù lao. Ấy là bất hiếu mặc giáo, vì những người ấy đời nào mẹ sanh con lu mang người lớn được khổ còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cái bùi ngọt phần con, phải tâm phải giặt rửa trốn, biết rằng dơ giấy mẹ không hại gì, nằm phía con hồng sợ cho con chồng có thể làm ăn, ước mong con được nên thân, giàu cho cha mẹ cơ bằng hoàng chi có đơn lúc thì giàu tốn hao đến mấy cũng đành khi con ăn thì cha mẹ mới an thần định tâm. Cỡ sao con chẳng biết ơn này, hoặc khi làm lỗi bị rầy chẳng tuân thì trở lại bày ngủ ngang, bóng da mẹ cũng mang rợn mắt. Tâm quen làm sự trái ngang, nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người, trước còn tập theo thời thận lòng thân tìm kế sinh nhai, hoặc đi buôn bán kiếm lời, hoặc vào quân lính với đời, vì ràng buộc đồng công mối nợ, hoặc trở ngại vì vợ vì con. Phạm tội hình tù rạc phải vướng, hoặc khi mang bình giữa đường, không người nuôi dưỡng bỏ thân ngoài đồng, hay tin dữ bà con cô bác, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc u sầu, có khi mang we
đồng bất chính chẳng mấy hoặc cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi tôn thiếu mọi điều ốm đau đói rất kêu riêu con không gấp giường bỏ liều chẳng thương áo quần sống đến lúc tùng phu xuất gia lo bên chồng chẳng xa bên mình quên dưỡng dục sống thân ân trọng không nhớ không mang nặng đè chẳng lo bao bộ cù lao làm cho cha mẹ rầu thảm thay nếu cha mẹ ta rầy trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên chớ chi chồng đành liên miên thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than tội bất hiếu lượng ban nam nữ nghe Phật chỉ rõ mọi đàn trong lòng đại chúng lòng càng thảm thán gieo xuống đất lấy cây lấy cùi đập vào mình vào mũi vào ông làm cho các lỗ chân lông thải đều rương máu ướt dầm đến hôn mê tâm thần bất định một giây lâu mới tình than rằng bọn ta quá thật tội nhân xưa nay chẳng rõ không hơn người mù nay tỏ ngộ biết bao lầm ruột gan dường như nát như tan tội tình khó nổi than van sanh con ân sâu trước Phật đài ai cầu trần tố làm sao báo đáp thù ân tỏ lòng hiểu thuận sống thân của mình Phật bèn dùng phạm thính sao môn phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe ơn cha nghĩa mẹ nặng nề không hương báo đáp cho vừa sức vì có người ẩn sâu dốc trà cộng mẹ cha tất cả hai vai giáp vòng hòn nuôi đến trăm ngàn kiếp tâm kia chưa vừa vì có người gặp cơn đói rét nuôi xong thân dân hết thân này xương nghiền thịt nát phân thay trải trăm ngàn kiếp ân đây chưa đồng vì có người vì công sanh tự tay mình phét thùng sống ơi chịu thân mù tối như vậy đến trăm ngàn kiếp ơn này thấm đâu vì có người cầm dao thiệt bén mổ bụng ra rút hết tâm can huyết ra khắp đất chẳng than đến trăm ngàn kiếp thấm ân đâu bằng vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự khó biết bao tự treo mình cúng Phật thế đèn cứ treo như vậy trọn năm trải trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền vì có người xương nguyện ra mà hoặc dùng dao chặt bừa thân mình xương tan thịt nát chẳng phiền
đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng à, vì có người giọt lệ tràn khó nổi cầm ngăn đồng thanh bệnh Phật lời rằng à, làm sao trả đặng ân thông sông đường Phật mới bảo các hàng phải lắng nghe ta chỉ sau này à, chúng người muốn đáp ơn dày phải toan biên chép kinh đây lưu truyền chiến húng tùng mà cùng ăn năn những tội lỗi xưa cùng về tam bảo sớm chưa cùng là tu phước chẳng chưa rằm tháng bảy đến kỳ tự tư mười phương tăng đều dự lễ này đừng sai được như vậy mới là khỏi tội bằng chẳng thì ngục tối phải xa trong năm đại tội kể ra bận yêu thứ nhất thật là trọng thái sau khi chết bị đày vào trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân nằm có là nó xây cho thế ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng là nước quay chúng có giáo một thịt cao mất bằng sắt thường đạo vườn giáo trên mặt chúng độ cao như mưa liền rất đỡ vì nghiệp duyên ông ở ẩn thân ở ngày đêm sống chết muôn lần trật trăm ngàn kiếp thập một giây sơ mặt mặt tại giá trị lục mơ rất nặng nề một ngàn sống thân chúng tôi về phải thân cần thừa hành các vị thân cần mà chết đặng thấy một vị Thế Tôn nếu in đặng ngàn muôn quyền thì cũng bằng ấy Phật Quảng Thiên do theo quyền lực tùy chứ Phật ủng hộ ý như sở quyền cha mẹ đặng xá liền.
chẳng phân chia ra muôn đoạn rã rời. Là ân trọng thật là chân kinh, các ngươi phải giữ gìn chú đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phân giải rành rành, vốn hàng Phật tử rất mừng. Thái một lòng vâng theo lời phân, và kinh thâm tín chắc vẹn truyền. Tụ lại Phật tiền nhất tâm đành lệ rồi liền vui ra Nam Mô Đại Bi. Trọng ân hồi thượng Phật Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Phụ Hoàng Thần. Xin đại chúng mở trang 35. Đệ tử chúng con vâng lời Phật dạy, gặm hồi Vu Lan phạm A Di Đà Phật, Nam
Nam Mô Phương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Các miền đồng lời chí thành thọ trì đại thừa pháp bao. Đại bao phu màu trọng ân niệm phận công đức hồi hướng Tây phương trang nghiêm tịnh độ. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Lại hồi hướng công đức kỳ nguyện quê hương Việt Nam cùng tất cả mọi nơi dịch bệnh thiên tai sớm tiêu trừ. Khắp nơi mưa thuận gió hòa nhà nhà an cư lạc nghiệp. Nguyện tất cả người bệnh sớm được gặm thầy gặm thuốc. Người không may quá vàng nhờ công đức lành được vãng sanh về cõi an lạc. Lại nguyện kỳ siêu hóa cố ương linh ngô nguyện thị ngô phạm danh huyền nghĩa ngô thị định phan hồng lan. Nguyện tân bích ngô quan minh huỳnh ấn ma linh liêm bất kha muối trần quảng ba vũ quốc trinh. Nguyện thị quy nguyên thị quảng trần kim liên tình hoa triệu tên nguyện quan cách đào thị ngự nguyên bi. Trương Văn Nhì Đặng Thi Brian Dương Văn Ngôi Thiện Minh Thông Lý Lạc Lanh Trần Hồng Anh Phùng Trân
Đặng Hạ Trần Ngọc Anh Quân Quan Hữu Quân Thắng Nguyện Đại Hùng Nguyện Thị Mỹ Lê Nguyên Trong Lê Sa Sa Bơ Kinh Na Tô Trần Thị Lâm Nguyện Thị Mai Diệu Xứng Nguyện Hồ Ánh Giáo Long Thiền Phạm Thị Xe Trần Thung Âm Lê Thị Tô Quỳnh Thiện Hùng Thổ Ni Liên Cù Nguyện Thị Xuân Nghiêm Linh Văn Thắng Trần Nguyện Đình Nguyện Thành Trí Văn Thị Mội Hoàng Thanh Nghe Trần Cùi Lễ Thị Thánh Đằng Khải Trí Nguyện Thị Nho Dương Quý Quách Trần Loan Trần Thị Hồng Sướng Lưu Khiếu Thiên Huỳnh Thanh Tuấn Trì Thủy Trung Nguyện Văn Sáu Võ Thị Hương Huỳnh Ngọc Hương Trầm Kỳ Hồ Chú Bùi Nhã Tiên Nguyện Thị Thanh Loan Trần Quang Vương Huynh Thị Anh Trần Thị Tán Nguyên Tấn Thành Hoàng Thanh Nga Lai Tuấn Phước Nguyện Thanh Tòng Nguyện Thị Thanh Tâm Trần Long Mộc Dương Mỹ Lâm Trôi Huy Nguyện Văn Nho Huỳnh Văn Huynh Hoàng Quần Quế Nguyện Văn Lý Quách Bình Thành Hoàng Nhiều Mũi Vũ Thiên Lương Thị Anh Huỳnh Văn Thành Huỳnh Thánh Đăng Huỳnh Phan Thiền Lương Thị Văn Nguyện Hùng Cường Lê Hồng Phong Lê Trần Trần Bá Lê Nam Nguyệt Trần Hùng Cường Phí Thơ Trần Văn Thứ Nguyện Thị Điên Bùi Thị Cành Tịnh Giác Tàu Tiên Đông Hà Nguyện Thanh Nguyện Thị Nhung Liên Thị Lưu Thị Liên Lê Quan Tâm Phạm Minh Quang Nguyễn Thị Đình Trương Thị Anh Rí Đồ Thanh Hiện Phạm Thị Côi Nguyện Văn Nguyên Nguyễn Thị Mai Nguyện Thành Nhân Nguyện Thị Nhung, Nguyện Ngũ Khôi, Chu Thị Mùi, Văn Thị Tôn, Trương Vinh, Viện Nguyện Văn Cừ, Nguyện Ngọc Ánh, Hứa Ngọc Hương, Trần Bả Huynh Đức, Thọ Trần Thị Vĩnh Văn, Nguyện Thị Lan Lê Văn, Bê Nguyện Thị Hoa, Nguyện Như An, Nguyện Hoa, Phó Đức Anh, Phó Đức Quang, Nguyện Quang Tâm, Vô Đình Vũ, Nguyện Thị Nghệ Diệu Nghĩa, Trương Văn Minh, Triệu Quỷ Triệu Đoàn Thị Thanh Huyền Đoàn Thị Vĩnh Trâm Vũ Thị Lê Trần Trọng Lý Hàng Tứ Vương Phiếu Đại Vương Quỳnh Thị Dâu Nguyễn Kim Biên Nguyện Thị Hoạt Nguyễn Mạnh Quân Nguyễn Thị Kim Cát Lê Thị Trinh Quang Trinh Nhọn Kim Ngô Lư Thiết Bùi Nam Lư Ngân Chí Trương Lòng Quang Trần Chim Biếu Huỳnh Tú Anh Đi Kim Hà Đàm Tấn Thọ Anh Rí Vũng Nguyện Thị Liệu Lưu Thị Minh Quanh Thị Hướng Trần Thành Đặng Đức Tài Lâm Sao Lan Đăng Thu Hồng Nguyện Thị Thơ Nguyễn Văn Gia Lê Xuân Mai Nguyện Thanh Nương Lê Thanh Nương Lê Văn Đi Trần Lời Cai Thái Viêm Thiền Tạ Cư Tạ Nô Huỳnh Nén Trần Hồng Lâm Kỳ Hướng Trần Hồng Diêm Trần Tải Thùy Trân Đặng Tô Thương Đặc Lý Đào Huỳnh Xuân Trân Thí Bày Trần Văn Luật Nguyễn Thị Đan Lương Huynh Nguyễn Thị Nga Trần Mỹ Văn Mỹ Bùi Anh Bùi Minh Tuấn Trần Thị Thu Hồng Đinh Quang Nho Tăng Bo Trần Nại Phạm Thị Sóc Nguyên Trịnh Thị Văn Dần Nguyễn Sinh Huynh Văn Thừ Nguyễn Thị Lan Thị Ông Nguyễn Thị Huệ Nguyễn Văn Mài Nguyễn Văn Thành Nguyễn Văn Sáng Văn Tân Phát Nguyễn Kim Khanh Nguyễn Kim Luân Hà Tuyến Hành Hữu Thân Văn Thoại Anh Châu Mỹ Châu Thị Nguyễn Thị Xem Đưa Trương Văn Gần Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Văn Cung Phạm Thị Số Phạm Thị Thế Phạm Trương Thị Mốt Trơ Hoàng Thị Hương Phạm Khánh Tiếng Phạm Khánh Nghiêm Lê Văn Tâm Nguyện Thị Huệ Trần Quỷ Trần Mỹ Đào Thị Nghe Nguyễn Đình Thường Đằng Thị Thân Quỳnh Văn Sang Nguyễn Thị So Bùi Văn Thanh Nguyễn Văn Lèo Độ Thị Chính Nguyễn Văn Đức Nguyễn Văn Trí Lý Hoài Lê Thanh Tâm Trần Thị Lén Quỳnh Thị Hồng Thể Nguyễn Thị Vi Nhung Vinh Tứ Võ Quang Tứ Trần Công Thanh Lý Hoàng Lâm Triển Nam Lâm Cần Trịnh Kiết Hoa Lưa Dương Kim Anh Nguyễn Diệp Khánh Nguyên Diệp Thó Kia Trần Văn Sương Lê Thị Lộc Lê Thị Lũ Lê Văn Bé Diệp Bùng Tịch Diệp Bùi Húi Viên Thị Hai Thuần Ngọc Lương Văn Giỏi Huỳnh Trung Tính Nguyền Hoàng Thanh Huỳnh Thị Có Hồ Sĩ Dũng Đới Cầm Dương Ngọc Anh Đới Tuấn Kiệt
Lâm chúa lý chung Bruscando quanh khâm Lâm thị liên Lâm thị thang Lâm việt dùng nguyên cấp đệ quịch na tiêm trành Huỳnh kim thành nguyện thị trinh Huỳnh nguyện kim ngọc Huỳnh thị võ nguyện thị hoàng hòa Huỳnh kim hướng nguyện duy tinh Trần Trung Quân Lê Quân Tùng Nguyễn Thị Đoan Nguyễn Thị Trang Quỳnh Á Quỳnh Kim Cúc Quỳnh Kim Sơn Quỳnh Kim Thị Quỳnh Kim Mao Quân Quỳnh Kim Quý Quỳnh Quân Quân Tô Quân Liếm Hồng Thị Chuột Dì Minh Trung Tô Vĩnh Kim Trần Thị Hồng Lê Ngân Lê Mậu Ngô Nguyễn Nguyễn Trong Lê Thị Mai Nguyễn Tấn Cành Nguyễn Phước Hòa Bả Thuật Nguyễn Nguyễn Lâm Tài Lệnh, Lâm Thị Giỏi, Tư Đi Rết, Trần Tu, Lan, Nguyễn Văn Nhân, Nguyễn Văn Hai, Nguyễn Văn Năm, Nguyễn Văn Thôn, Nguyễn Văn Nghìa, Trần Danh Đồ, Phạm Thị Lan, Bể Văn Thành, Bể Thị Thành, Bể Văn Thấu, Bể Văn Lân, Bể Phạm Phú Thánh, Nguyễn Văn Thàng, Trần Danh Lai, Trần Minh Tuấn, Nguyễn Thị Tốt, Nguyễn Văn Sánh, Quỳnh Thị Nằm, Steve, Sinh Kiêu Quýt, Bùi Thị Trăng, Nguyễn Văn Chinh, Lý Thị Bê, Hồng Thị Tên Cô Vĩnh Quang Trần Mũi Kiết Trần Thị Đặng Quang Minh Phước Nguyễn Tào Vũ Quang Ngọc Phạm Thị Phá Nguyễn Đình Nguyễn Thị Ba Nguyễn Thị Sao Lâm Văn Thịnh Hoàng Phú Quỳnh Thị Thời Phạm Văn Phá Phạm Thị Đeo Nguyễn Văn Theo Lâm Tuân Kiệt Mai Xuân Mãi Văn Hai Trần Kiệt Trần Ngũ Gia La Long Độ Thị Lị Trần Văn Thiện, Trần Văn Cũ, Trần Thị Nguyễn, Thị Nữ Nguyễn, Cánh Tùng, Trần Nguyễn, Cô Bí, Trần Thị Gần, Trần Nữ, Trần Thị Kim, Nguyễn Văn Lộc, Châu Đức Minh, Hoàng Danh Tương, Phan Hoàng Thị Ái Phụng, Nhiễu Tâm, Nhiễu Hưng, Nguyễn Thị, Hứa Thị Tư Nhiễu, Ông Huỳnh, U Châu, Trương Kiếm, Sàng Mạnh, Nguyễn Văn Ái, Lê Thị Ngà, Nguyễn Văn Quốc Tuấn, Nguyễn Quốc Việt, Kiều Kim Lời Nguyễn Văn Đoan Nguyễn Văn Giang Nguyễn Trung Thiền Nguyễn Quang Phú Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thư Đinh Tôn Quang Đinh Quang Tôn Huỳnh Tấn Tuân Lâm Ngọc Thành Huỳnh Tấn Thành Hồ Văn Tuân Huỳnh Phước Lộc Hồ Kim Loan Lý Thị Bài Mạc Văn Rông Một Văn Mạc Văn Rông Mạc Thị Xuyên Ngô Thông Phạm Văn Thịnh Nguyễn Thị Điểm Phạm Thị Du Phạm Thị Mỹ Nguyễn Thị Phong Nguyễn Thị Nánh Nguyễn Thị Lý Hứa Bình Lễ Minh Đức Trần Văn Nhà Huỳnh Trung Huỳnh Huệ Phương Lâm Tân Đức Nguyễn Tâm Đức Lê Thị Tâm Tôn Nữ Thị Nguyễn Việt Nguyễn Tôn Nữ Việt Bình Lễ Tinh Thuận Lê Danh Diễn Trần Thị Thủ Trần Danh Diện Nguyễn Thị Bùi Nguyễn Thiên Phước Bình Bùi Thị Tước Lê Thị Sụ Lê Thiện Tài La Văn Lầu Trương Đức Tào Hà Văn Nguyễn Vương Minh Đô Thị Mỹ Võ Văn Khá Võ Tần Xuyên Lương Lan Nguyễn Ngô Thị Hoa Nguyễn Văn Bé Bùi Đăng Trật Nguyễn Thị Hoa Bùi Thị Hồng Bùi Mạnh Hưng Hoa Rớt Hoa Thâu Bùi Hoàng An Trương Thị Kỳ Lê Thị Nho Anh Thị Sen Nguyễn Văn Đồ Thị Mỹ Đồ Văn Hai Quanh Chơi Đỗ Thị Chơi Lê Ngọc Thanh Hà Văn Chính Hà Văn Sinh Hà Thị Cẩm Hà Nguyễn Văn Rành Đồ Thị Dư Lê Thị Hồng Hoa Lém Vương Quân Du Quỳnh Mỹ Quỳnh Mỹ Linh Quỳnh En Trung Đài Hải Dương Thị Hồng Tạ Cư Phạm Nguyễn Võ Văn Thọ Võ Thị Mười Võ Văn Thiếu Võ Văn Trung Võ Thị Vui Nguyễn Thị Hường Nguyễn Văn Thường Phạm Thị Sóc Nguyễn Ba Huy Phùng Mây Tâm Âm Tăng Hiến Bà Phạm Lê Ngọc Tình Lưu Ái Hoa Trần Văn Còn Trần Thị Sơn Trần Văn Kích Trần Văn Vĩnh Nguyễn Tân Văn Tấn Cao Vinh Dụng Đoàn Xuyến Phạm Thị Mạo Nguyễn Thị Còn Đoàn Thị Thùy Đoàn Thế Nghiệp Đoàn Thị An Lê Thị Trâm Lưu Thiện Nhiên Nguyễn Thị Tinh Nguyễn Kim Cường Nguyễn Đàn Nguyễn Ngọc Biểu Thị Vân Nguyễn Văn Xuân A Lê Dâu Nguyễn Văn Thù Nguyễn Thị Nghĩa Nguyễn Thị Phụng Đới Vơi Văn Vơi Tiên Châu Văn Hiểu Ca Thủ Âm Phạm Minh Châu Viện Anh Cao Thị Mén Hồng Thị Xuân Nguyễn Đan Nay Như Lữ Ba Lữ Siêu Liên Lưu Siêu Hoa Hoàng Trong Diệt Nguyễn Đế Vích Giang Liên Lương Thị Thái Nguyễn Văn Chiếu Huỳnh Thị Lợi Phạm
Phan thị đế lê thị tính trần minh tâm trần minh cường trần bảnh diệu hóa rau huỳnh thoại lan võ trung hiếu đề quyền thị còn lắm văn sơn hoàng văn thị ký võ văn bế thành đức võ đô thiếu đức huỳnh võ hiếu ảnh võ thị phương liễu quyền vô thành hiệu vô thạch đó huệ vô thị thuyết vô thị thuyết phương vô võ bé anh võ bé em võ mai Christine nguyện đức an đặng phương mai lê thân trung việt trần minh trần alexander hoàng hồng liên nguyễn thị lan nguyễn thị ninh nguyễn thị lời phạm gác phạm mạnh kiên bùi trung tôn hồng kỳ tài nguyễn hoàng nguyễn văn mẫn nguyễn lê minh nguyên dư trương hải liêu trương thị siêu trương anh dương chiến thị xài đặng thị ngà nguyễn thị thanh ngồi phán bánh trời đại phi giang trần thị đang trần văn bé nguyễn binh trực thái mộng quá lên thị lan trần thu lâm mỹ nguyễn thị hường văn tuấn thành hoàng tuấn hoàng lâm ranh đi nguyễn văn sáu trần trả văn lý phước minh trần thị rớt châu văn lý trương thị huệ trương văn hoàng trầm phán trầm thị lâm nguyễn thị mỹ hạnh lê đông vinh trầm ba quốc vương đinh tô nguyễn thị nhị nguyễn cù chất nguyễn thị đánh nguyễn văn tài nguyễn thị lũ lư lê thị huệ phán thị tao lê văn mông vương văn minh lễ văn tâm nguyễn thị huệ dương lâm tần thị tần dương lâm tần nguyễn phạm khánh thiên phạm khánh nghiêm trang kim trang liên nguyễn thanh bình phạm hướng mai nguyễn thanh hương võ thị võ văn hiền võ thị ba nguyễn văn sanh trương thị kim đỗ thị ngài nguyễn thị cúc đinh thị hằng nguyễn đình nam lê văn kiệm nguyễn văn tư lê văn mông nguyễn thêm nguyễn đình phú lê thị tuyết hồng nguyễn hồng lan nguyễn tất cả chư hương linh hữu danh vô vị hữu vị vô danh chư hương linh ký tự hà sa phạm giới tự sanh luồng đào thập lỗi vô hồn ngạ quỷ chiến sĩ trận quân đông bảo tứ nạn thừa tam bạo lực nghiệp chướng tiêu trừ vàng sanh tịnh đồ sen vàng chính phẩm nở hoa pháp thân Phật Di Đà Thọ Ký. Lại nguyện Phật từ gia hộ Bồ Tát chứng minh chư Phật tử đâu phi minh vương phạm danh chánh triều Trần Xuân Lan, Trần Thị Lời Diệu, Trần Hào Dương, Ngọc Giang, Nguyễn Đan Na, Lý Văn Sen, Lý Nghiệp, Tôn Bạch Hoài, Phương Trương, Trần Kinh Dương, Trần Thị Bế Phước, Nhan Mỹ Phương Nhân, Nào Tư Đa, Trần Ngũ Trí, Bùi Tiểu Hoa, Trần Phương Vũ Khá Vinh, Trần Cường Nguyễn Hằng, Trần Tuệ Hồ, Phí Lý Quang, Ông Đế Tà, Xu Kiều, Võ Thị Bê Diệp, Quốc Sanh, Phạm Bảo Anh, Lê Đoạn Lương Phạm, Phan Văn Hoa Đinh Bình Điện Lê Thị Tăng Hương Quách Kim Thành Tiền Hến Quách Kim Tùng Tiền Minh Tâm Nguyễn Thị Phương Mai Tăng Siêu Nguyễn Cẩm Hồng Nguyễn Hồng Liên Trần Trương Hải Lưu Minh Tâm Nguyễn Thị Hành Mạc Kim Lê Nguyễn Thanh Nhã Lê Ngọc Dung Nguyễn Thị Phạm Thị Phạm Văn Đào Phan Trần Thanh Trúc Nguyễn Tấn Tài Ngô Như Nguyên Thái Quỳnh Thanh Hiệp Dương Kim Đạt Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Bích Lê Thị Hoàng Nhung Nguyễn Hữu Phú Nguyễn Đăng Anh Dùng Nguyễn Thị Hòa Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nguyễn Thị Khánh Lê Thị Phú Phạm Mỹ Phương Nguyễn Mê Bô Nguyễn Bơ Lê Nguyễn Thị Nhung Diệu Nguyễn Phụ Thị Lan Nguyễn Vũ Khánh Trang Văn Ngọc Thang Thị Châu Bùi Văn Hải Dương Kim Nữa Lê Thanh Huyền Chu Minh Thị Trang Na Tề Nữa Vong Huy Linh Huỳnh Tấn Lợi Phạm Thị Bò Vượng Hoàng An Hoa Quý Thị Vị Linh Quyền Thị Vị Linh Hà Vị Capitas Capet Huy Vinh Sơ Sô Đào Thó Phạm Văn Tuấn Phạm Ngô Trần An Ngô Thị Ngô Hôn Từ Lý Ngọc Nguyễn Quân Tiến Vũ Kim Châu Anh Thánh Thuyền
Quỳnh à huệ dương thị vô nguyên thị nữ lê thị trần quấn tưng huệ rô quánh nguyên thị hiệp nguyện văn phúc phó thị lên ngọc nguyên thị thanh thành nguyện thị như tinh lê thị ngọc liên lê trung dung nguyên thị minh tâm lê quang tông võ đình vũ thị giác trần Vân Anh, Trần David Christopher, Trần Nguyễn Anh, Thúy Nguyễn Vương, Trần Ngọc, Vinh Nguyễn, Quánh Gia Vinh Nguyễn, Quách Khê La, Trịnh Ma, Minh Mai, Kim Quốc, Phan Hồng, Minh Nguyên Quốc, Hùng Tăng, Kim Xuân, Thì Nguyễn Thị Vương, Trần Ngọc Minh, Triều Chốc Sinh, Thân Quán, Thân Quán Hoàng, Cùng Chí Cầm, Thân Thúy Hà, Thân Thúy Linh, Ngụy Uy Hoàng, Vùng Gia Hưng, Vùng Gia Nhi, Triệu Sóc Hên, Nguyện Thôi, Ngô Ngọc Nhi, Nguyện Nhi Trung, Triệu Tý Mận, Tuyết Văn, Triệu Sái, Trần Thị Hành, Triệu Mỹ Kim Miễn, Triệu Mỹ Cơ, Triệu Minh Cơ, Nguyễn Thị Sen, Triệu Hoài Thanh, Triệu Hoài Thông, Triệu Hoài Thương Chim, Triệu Quy Chim, Thiện Nghi Lê Thúy Thu Hằng, Triệu Sóc Loan, Tròn Sinh Nhi, Tròn Trạc Kỳ, Tròn Eo Lý Huyền, Thiện Hồng Thúy Vũ Thị Liên Tư, Nguyên Hoa Nguyên Thị Nở, Nguyên Thị Thu Vân, Thang Khánh Tài, Đinh Thị Ngoan, Ngô Thị Minh Nguyệt, Ngô Minh Thinh, Nguyên Ngọc Dung, Nguyên Đài Hoàng, Nguyện Thị Dương Duy Lan Na Na Diệp Ma Mị Lê Thị Gia Thu Dương Gia Linh Nguyễn Trần Khôi Nguyễn Nguyễn Linh Đan Lan Ni Nguyễn Minh Anh Ha Ri Nguyễn Văn Hiếu Lương Văn Sang Lương Thị Ngọc Minh Vương Lương Văn Ngà Võ Văn Trường Võ Thị Phương Thảo Lương Phùng Thanh Trúc Lương Quỳnh Giang Bùi Quang Hiệu Đới Kim Phụng Dương Ngọc Nguyễn Văn Em Nguyễn Ánh Thùy Phan Tiến Dũng Quỳnh Kim Tuấn Văn Tuấn Hưng Quỳnh Thiên Quân Quỳnh Thiên Chương Nguyễn Tiết Trực Nguyễn Tiết Long Nghi Nguyễn Tiết Khang Nhi Quỳnh Phương Thí Quỳnh Khe Vinh Đăng Hoa Quỳnh Andrew Dương Tuệ Tâm Nguyễn Hương Truyền Nguyễn Thị Hoa Trang Yêm Châu Huỳnh Thị Hoa Trần Thu Minh Trần Thị Tuyết Nhung Phạm Anh Tuấn A Linh Phạm Trần Anh Khoa Thanh Y Phạm Trần Huỳnh Anh Anh Y Lê Tấn Tài Trần Thị Lan Lê Lan Hương Nguyễn Hồng Huỳnh David Will Lý Hồng Như Quốc Nguyễn Hồng David Nancy Hồng Mèo Lý Nguyễn Thiên Trúc Mà Mê Bồ Nguyễn Thanh Trúc Hồng Văn Lâm Nguyễn Thị Sen Hồng Quang Thiên Phúc Đặng Công Quận Hồng Thị Cẩm Vân Đặng Minh Tân Đặng Hồng Xuân Nghi Nguyễn Tất Cả Chư Thiện Nam Tín Nữ Phật Từ Trượng Nhờ Công Đức Thân Tâm An Lạc Gia Đạo Bình An Thu Tống Tam Tai Đông Kinh Bánh Phúc Gia đình hưng thịnh nguyện thuộc đoàn viên sở nguyện tùy tâm viên mãn. Phục nguyện thiền môn nghiêm tịnh đại chúng an hòa thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Phổ nguyện ân sư huấn dục phụ mẫu sanh thành pháp giới chúng sanh đồng thành. Phật Đạo Nam Mô A Di Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh Phật Đạo. Mời đại chúng xả chân.
Đệ tử chúng con nhớ ơn cha mẹ sinh thành, cúi đầu kính lễ Tam Bảo khắp mười phương. Đệ tử chúng con nhớ ơn sư trưởng giáo huân, cúi đầu kính lễ Tam Bảo khắp mười phương. Đệ tử chúng con nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cúi đầu kính lễ Tam Bảo khắp mười phương. Dạ, kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ sáu và chúng ta vừa xong thời kinh tối. Ngày mai thứ bảy là ngày 14 tháng 7 âm lịch. Chúng ta có chương trình buổi sáng ngày mai lúc 9 giờ lễ giải hạ. Thì chương trình này chỉ riêng cho các vị xuất gia. Lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày mai sẽ có chương trình online phần cúng ngọ ngày 14 tháng 7 âm lịch, và sau đó là có lễ kỳ siêu. Buổi chiều lúc 3 giờ có tụng kinh A Di Đà và Môn Sơn Thí Thực, lễ này có truyền online. Buổi tối lúc 7 giờ rưỡi chúng ta tụng kinh Vu Lan, tụng giới và pháp thoại. Đó là chương trình cho ngày mai, ngày thứ bảy. Thì chúng ta có online lúc 10 giờ rưỡi sáng, lúc 3 giờ chiều và lúc 7 giờ rưỡi tối. Đó là ngày mai. Riêng ngày Chủ nhật, đúng ngay ngày rằm, cũng là ngày hiệp kỵ chư hương linh nhân dịp lễ Vu Lan tại tu viện Trúc Lâm. Thì buổi sáng 6 giờ chúng ta có thời lễ Vạn Phật. Và 10 giờ rưỡi thì chúng ta có lễ tụng kinh và cầu nguyện, pháp thoại. Và đặc biệt là ngày Chủ nhật đó có lễ cúng dường trai tăng, ngày tự tứ. Và đó là chương trình của hai ngày thứ bảy Chủ nhật. Nhân đây thì cũng xin thông báo trước là kể từ ngày 22 tháng 8 cho đến hết ngày 27 tháng 8. Suốt 5 ngày, tu viện sẽ tạm dừng chương trình online. Chương trình online sẽ trở lại vào tối thứ bảy khi pháp thoại ở tại chùa Pháp Hoa ở bên Vancouver, BC. Thì chương trình này cũng đã được thông báo và đưa lên trên Facebook cũng như website của chùa. Và xin đại chúng theo dõi những chương trình trong những ngày tới. Ở đây thì Pháp Hòa chỉ thông báo sơ như vậy để đại chúng có cái khái niệm. Rồi chúng ta sẽ có chương trình chi tiết viết ra được niêm yết để quý vị dễ theo dõi. Và sau cuối tuần này thì chúng ta sẽ có chương trình cho sinh hoạt cho tháng 9 và tháng 10 cũng như khóa tu mùa thu. Xin cảm ơn đại chúng, và tối hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ngồi thiền.